Nhà hôm nay thì Kênh Thái TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái kết quả trận đấu giữa LFC gặp Torreense trong khuôn khổ là vòng 2 giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Bồ Đào Nha. Và trận đấu này vừa mới kết thúc có phần thắng nghiêng về câu lạc bộ của Huỳnh Như, đó chính là câu lạc bộ Lăng FC với tỷ số rất là thuyết phục 4-2. Và trong cái trận đấu này thì thật sự là Torreense được đánh giá cao hơn so với lại là Lăng FC, nhưng mà Lăng FC đã sử dụng một cái chiến thuật rất là hợp lý và đã chiến thắng được một cái cách rất là thuyết phục trước các cầu thủ Torreense được đánh giá cao hơn như quý vị. Và trong cái 90 phút trận đấu giữa Lăng FC gặp câu lạc bộ Torreense trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá nữ Bồ Đào Nha năm 2022-2023 này thì Huỳnh Như không có được vào sân một cái phút nào hết nha quý vị. Và thật sự đây là một cái thông tin không có được vui cho cá nhân Huỳnh Như cũng như là các cổ động viên Việt Nam. Thật sự thì tôi cũng xem xuyên suốt trận và tôi cũng rất là chờ mong cái giây phút Huỳnh Như sẽ được tung vào sân, giống như gai những cái phút cuối trận của cái trận đấu trước của Lăng FC. Huỳnh Như đã được tung vào sân ở phút thứ 88 và có khoảng 10 phút thi đấu trên sân và Huỳnh Như đã có những cái pha bóng chạm bóng cũng rất là tuyệt vời. Nhưng mà trận đấu này thì do là cái tính chất là Lăng FC phải thi đấu với một cái đội bóng được đánh giá mạnh hơn và huấn luyện viên của Lăng FC đã ưu tiên cho cái hàng phòng ngự, cho nên là không có tung một tiền đạo vào sân tiếp theo là Huỳnh Như. Mà đây là một cái ký thông tin không có được vui cho các cổ động viên Việt Nam của chúng ta ha. Và hy vọng rằng trong cái thời gian sắp tới thì huấn luyện viên sẽ sử dụng Huỳnh Như và cô ấy sẽ tỏa sáng trong cái màu áo của câu lạc bộ Lăng và tiếp tục về cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và bây giờ Thái TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những một cái video mới nhất và sớm nhất. Quý vị và các bạn thương Thái TV thì hãy cho Thái TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kéo di động thiết bị âm thanh karaoke thì hãy liên hệ với Thái TV qua số điện thoại 0939 732 349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị và các bạn nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thái TV trong thời gian vừa qua nhé. Và bây giờ, trân trọng kính chào.